Tạo dáng từ nãy giờ chả đi cô nào lai vãi đây nhỉ, công viên gì mà vắng tanh vắng khách chiều vào đây này. Chuẩn bị câu gái ngồi nằm thôi. Thơ nào nhỉ? À, nhà anh có 4 con gà, hôm qua chúng bắt mất 3 con rồi. Thơ quá hay, ghi vào đây. Ghi vào đây. Anh ơi, anh, em ngồi xuống đây được không ạ? Em ngồi xuống. Vâng ạ. Rồi đứng lên sẽ hiểu như thế nào là cảm giác đứng lên. Ai thơ mơ hay đi mà đời à. Em ngồi được không ạ? Ngồi xuống đi. Em hãy ngồi xuống đi. Ngồi im nhé. Em ơi đừng đập đập. Anh sẽ đứng để nhìn em ngồi đấy. Đến khi nào em cảm thấy đau lưng hả? Quá chuẩn thơ. Định mạnh. Đúng là định mạnh rồi. Có pho tượng đẹp thế này đứng ở đây mà mình không biết. Ôi dồi ôi. Rất mập tượng nó làm như thật đấy nhở. Ôi ôi ra này. Ôi dồi ôi ra này. Anh ơi. Không được phải tượng nào. Em trở lại bình thường được chưa ạ? Không phải được à? Bình thường. Trở lại lưng rồi. Trở lại bình thường. Anh ơi. Đừng tiến lại gần. Được sao không ạ? Đừng tiến lại gần. Đẹp chỉ là gì thôi, đừng tiến lại gần. Anh xin lỗi, đừng tiến lại gần. Em mà tiến lại gần, anh la lên đây nha. Dạ vâng. Đừng đi. Người đẹp tiến lại gần, mình không chịu được. Dạ. Ngồi xuống. Anh ngồi đi ạ. Ngồi đi. Anh ngồi đi ạ. Ôi trời ơi. Mày chết đi không? Con gái vẫn cười kìa. Anh ơi. Ừ. Anh biết làm thơ à? Ừ, anh biết làm thơ. Anh làm thơ tặng em. À thơ à, tặng em à? Bây giờ người đẹp này phải làm bài tặng này. À thơ. Chó. Chó yêu châu, một tình yêu châu chó. Để bây giờ chó mãi sủa châu châu. Đấy, thơ hay không em? Nhưng mà anh ơi, chó sủa gâu gâu cơ mà. Ô, thế em lại chưa nghe cái câu chuyện tình về châu và chó à? Dạ, chưa. Ô, thế em ngồi đây để kể cho em. Vâng ạ. Đây, chuyện tình châu và chó như thế này. Anh xin phép kể cho anh và mọi người cùng. Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, chó và châu yêu nhau. Năm tháng trôi qua, tình yêu đó châu chỉ trao cho riêng chó thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim châu nguyện chung tình. Lãng mạn. Tình yêu đó thắm thiết tha thiết nồng nàn. Nhưng đến một ngày kia vào một ngày đẹp trời, mây đen u ám bao phủ khắp không gian. Đẹp trời lại có mây đen à anh? Châu quyết định tiến đến nhà chó. À đây, em làm chó đi. Để anh làm châu. Để anh nhanh tiến đến nhà em đi. Vâng ạ. Đây. Châu tiến đến nhà chó. Bước từng bước khoan thai. Châu 4 chân, vậy có 2 chân thôi. Chó xa. Anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng. Điều gì hả anh? Điều này. Nhâu. Chó lúc anh chưa biết sủa. À
giận thế ạ? Sao cho chị nhìn bên sổ ạ? Đừng cứ bình tĩnh, anh mới nói với chó một điều rất quan trọng mà từ lâu anh không dám nói ra. Anh cảm thấy mình yêu nhau đã lâu nhưng mình có quá nhiều điều khác biệt. Anh là trâu, em là chó, không thể có con với nhau được. Mình không thể đến với nhau được đâu chó. Anh thì ăn cỏ, còn em thì lại ăn. Ăn gì mà cười ghê. Ăn không phải cỏ. Cho nên mình không thể đến được với nhau đâu. Mình chia tay đi anh. Thì mình chia tay thật à anh? Đó, rồi Châu không nói một lời nào nữa, vô tình quay mặt bước đi. Đấy, chó lúc ấy em biết đâu, chó mới đau đớn quá, đau khổ quá. Ngoái nhìn theo chó điên quá, biết làm gì đánh chửi chó. Chửi thế nào ạ? Mà không phải chửi bằng tiếng Việt, chửi bằng tiếng Anh luôn. Chửi là go, go, nghĩa là đi, đi. Đấy, từ đó bắt đầu chó mới sổ go, go. Đấy, chuyện mình hay không? Anh ơi. Ô, em buồn quá. Ô, chuyện tình vui thế sao em khóc? Chuyện tình của Châu và chó kết thúc giống chuyện tình của em quá. Thế người yêu em cũng bỏ em à? Dạ vâng, anh ấy bỏ em rồi anh ạ. Sao người yêu em lại bỏ em? Người đẹp này sao lại bỏ? Anh ấy chê em là... anh chê em là ăn lắm. Ô, sao chuyện tình của em giống chuyện tình Châu và chó thế nhỉ? Người yêu em thì chê em là ăn lắm, còn Châu thì chê chó là ăn. Ôi dồi ôi. Anh ơi. Ôi đáng thương quá. Anh sẽ chê chó cho em. Anh thật không? Không. Em ơi, bình tĩnh, em ngạt thở em. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Em đáng thương quá. Em có thể cho anh che chở cho em được không? Anh có thật không ạ? Anh nói thật mà. Vâng ạ. Anh ơi. Ôi dồi ôi, anh sẽ che chở cho anh thôi. Em hãy về với anh. Em hãy về với anh. Ôi dồi ôi, người đẹp như này. Ôi nhưng mà cảm quá đúng không? Quá. Đứng đây cho nó lùn quá cơ. Đó, đẹp đâu chưa? Chó ơi, à chết. Em ơi. Anh sẽ che chở cho em. Nếu em đồng ý về với đội của anh. Thật không anh? Đúng rồi đấy. Anh ơi thật không ạ? Thật. Định mệnh đã cho mình gặp nhau. Định mệnh đã cho anh được gặp em. Đã cho anh được nhìn thấy đôi mắt bồ câu chim của em. Anh đã yêu em rồi. Em hãy về với anh. Về với anh, em sẽ không phải lo là bị chê ăn lắm nữa. Em có thể ăn tất cả những gì em muốn. Ăn thoải mái, không phải lo gì cả. Thật chứ ạ? Thật. Anh ơi. Ừ. Anh đúng là Châu cuộc cuộc đời em. Còn anh cũng đã coi em là chó cuộc đời anh rồi. Ôi, Châu, chó. Ôi rồi, ngạc em ơi, tụt đi. Về phòng nào à anh? Về phòng trong anh. Không anh ơi, em sợ lắm. Em không được gì phải sợ cả. Anh là người đàn ông đàng hoàng, anh sẽ che chở cho em. Thật không ạ? À? Em yên tâm đi. Anh đừng lừa dối con tim đau khổ này một lần nữa nhé. Không, em yên tâm. Phương châm của anh khi yêu là tình yêu không phải trò chơi. Tình yêu là để mình chơi nhiều trò. Sợi ơi. Thế mình đi luôn đi anh. Thế đi về chơi trò luôn. Đi luôn em. Thế là từ đó hai bạn trẻ sống chung với nhau trong cái phòng trọ nhỏ bé, nhưng đối với họ là tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Nhưng họ đâu biết rằng những mối hiểm họa khôn lường đang trỗi dậy từng ngày trong cái bong bóng hạnh phúc rất mong manh ấy. Những tháng ngày êm ấm ngọt ngào trôi qua, nhường chỗ cho sự chán ngán, buông xuôi và thù ghét lẫn nhau vì những bất đồng trong cuộc sống, trong cách suy nghĩ và phần thiệt thòi thường rơi vào
những người đã dâng hiến cả cuộc đời cho tình yêu bồng bột dài khờ, để lại nỗi đau cho chính bản thân và gia đình phải gánh chịu. Chúng ta hãy trở lại với cuộc sống thường của hai bạn trẻ sau 5 tháng sống chung. Hãy suy ngẫm và giúp đỡ họ trong hoàn cảnh chớ trêu sắp xảy đến ngay bây giờ. Ôi giời ơi! Dậy đi học, giờ này vẫn còn ngủ à? Ngủ tí là nhiều loại ghê, sáng sớm mới là nhéo nhà liêu nhéo. Dậy đi học! Dậy đi! Mày có biết tao ra tao đập cho mày một trận không? Sao mày mặc được tao? Thế sao anh mặc quần của em? Hả? À? Mà mày dậy trước mày! Mày dậy trước mày vơ của tao, mày mang tao không có quần, tao mày vơ tao quần này chứ có gì? Thôi! Vào thay quần áo đi học đi. Học anh gì? Chán lắm em không học. Chán lắm, sáng ra nhìn cái vòng này chán à? Không học. Anh bảo tôi là cái vòng. Hả? Là sao? Anh chán tôi rồi chứ gì? Quá chán à? Anh trên tôi già, tôi xấu rồi chứ gì? Chết cả xấu, định mạnh, không cho cô đẹp đâu. Tôi đi chết cho anh xem. Chết luôn đi. Nhưng mà không được. Thế lại không chết à? Tôi hỏi anh. Mở ra nước, mở ra nước. Tôi đẹp lồng lộng như thế này. Còn quần của tôi đấy. Làm sao? Anh nhìn lại đi. Nhìn chán rồi. Tại sao lúc yêu tôi, anh bảo tôi đẹp cơ mà. Ồ, yêu thằng nào chẳng nói ghét. Đúng không? Mấy anh yêu vẫn cười quá. Đúng không? Sao? Làm sao? Này. Xin lỗi bà nhé. Yêu bà là một trong sai lầm lớn nhất của đời tôi. Bà có biết là vì bà mà tôi đã bỏ biết bao nhiêu mối tình không? Mối tình cái gì? Giờ này tôi nói thật luôn. Này nhá. À, làm sao? Người thì có một mẩu thôi. Này, hơi bị đẹp. Mặt thì là gần vâu. Răng bẩu. Yêu được chị mày là phúc lắm rồi. Ôi, này xin lỗi bà nhá. Định mạnh sắp đặt tôi đau khổ rồi. Định mạnh, xin lỗi nhá. Bà biết Bích Phương không? Bích Phương. Bích Phương nào? Đang ca sĩ Bích Phương, các bạn biết không? Biết Bích Phương không? Ôi giời ơi, biết thì làm sao? Xin chân trọng tiếp theo, người yêu cũ. Ôi giời ơi, Một thời yêu say đắm. Nất. Một thời yêu say đắm. Chém ngừa nước phải đang bão rồi. Này, xin lỗi nhá. Tôi kể mà nghe này, ngày xưa nhá, cách đây 2-3 năm, Bích Phương đã từng quỳ dưới chân tôi, quỳ như này, hả? Quỳ như này, hay là mình cứ bất chấp hết điều nhau đi anh, đó. Tôi đừng vô tình mặt lạnh như tiền, xin lỗi anh không thể, rồi quay mặt luôn đi, nhưng mà Bích Phương còn không buông tha luôn, tiếp tục chạy theo. Đó, với đôi bàn tay đẹp đẽ mắt qua. Với đôi bàn tay, cầm cái đôi bàn tay luôn. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đó. Nhưng mà nha, tôi còn lạnh lùng hơn. Em về đi, đừng theo anh làm gì, về đi. Đó, đuổi như thế. Bình Phương điên quá, về khóc liền 2 tháng. Này nha. Thôi rồi, xong rồi biết nhá. Có thích Bích Phương không? Này gì? Bích Phương này. Ai hỏi em, anh Phương nào ấy? Bích Phương thế nào? Chẳng dễ là tôi điên lắm rồi. Bà đẹp thế. Trên tôi giả tôi xấu. Chán tôi rồi đúng không? Lại đợi với nhau mấy nước thì mình hành cùng nhau đúng không? Hả? Đã thế. Tôi đi chết cho anh xem. Đi luôn đi, lần thứ 121 mà đi chết rồi. Có biết lần này có chết thành công không? Chết rồi, hai con này nó chết thật rồi. Chết rồi. Ôi ơi, em ơi, em có làm sao không? Ôi, em ơi, em có. Anh ơi. Ôi, thế vẫn chưa chết à? Chết thật rồi anh ơi. Chết đâu, sống sao sao mà chết cái gì? Anh ơi đây này. Đâu? À.
cái này à, được ai có mượn em chụp ảnh em đăng Facebook đấy, bảo vợ em đang ốm đấy, chụp ảnh đăng Facebook. Anh bị hốc sao? Cái gì mà hốc? Đây là cái que thử thai. Đây là cái nhiệt kế que thử thai đây. Hay vạch rồi anh ơi, em có thai rồi. Đây này, hay là cái quay này nó nhầm, lần trời này không phải chơi đùa nữa nhá. Quay này khả năng bà chọc nhầm chỗ nào nó nhầm không? Em thử cả 900 cái đi. Ôi trời ơi. Thế làm quá ta. Ôi trời ơi. Anh ơi, bây giờ làm thế nào anh? Ôi trời ơi, mình chuyển cái lời mưa áo mưa cho lên thế này đây. Ôi trời ơi. Bảo anh mặc áo mưa vào không quẩn. Đi ra bảo mấy bạn trên đường đưa đi giải quyết. Không được anh ơi. Sao không được? Em là người của công giáo. Em không thể bỏ cái thai này được. Không bỏ. Có tội lớn lắm anh ơi. Tôi không bỏ, tôi bỏ mạng rồi. Đi. Mà cô không bỏ. Em không thể bỏ được anh ơi. Bây giờ làm thế nào em không? Lạy Chúa, xin thương xót và tha tội cho bạn nữ sinh viên này. Cô ấy đã nhận được một bài học thích đáng trong cuộc đời của mình. Xin Chúa là Cha nhân từ, hãy đón nhận và thương xót cô trong vòng tay yêu thương của Chúa. Các bạn sinh viên thân mến, đây chỉ là một trong vô số rất nhiều những bài học đau đớn của tuổi trẻ. Chúng ta hãy cảnh giác, hãy giữ vững đức tin, vâng lời răn dạy của Chúa, tránh xa mọi tội lỗi cạm bẫy của quỷ dữ đang răng mắc trên thế gian để hại người công chính. Xin hãy góp một bàn tay dựng xây thế giới, góp một tình yêu thương yêu Chúa Trời. Xin người thương xót và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi trên đường công chính mà thẳng tới nước trời. Chúa tha tội cho con. Và nhóm Hà Gia Thái và Xuân Đức xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, hẹn gặp lại quý vị trong những màn diễn tiếp theo. Vâng, một tràng vào tay lần hơn nữa chúng tôi cảm ơn cho vở hành Cốc và Hội Công Chung ạ. Nam ca sĩ xin thông ạ. Cùng toàn thể các bạn trẻ thân mến, lần đầu tiên cho phép Duy Thông xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào chân trọng nhất. Mong gặp Chúa, tìm trong đôi mắt hoen lệ sâu, tìm trong đôi chân xa rời. Con lang thang đi tìm Chúa, tìm trong đôi mắt hoen lệ sâu. Người tình giữa đêm đông thật buồn, phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn con? Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn phong tràn sức sống. Gặp gỡ Thiên Chúa
Thank you.